Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm. Đó chính là chở quạt gió dàn lạnh phía trước của Ford Transit 2014 đến 2017. Đây là sản phẩm hàng xịn của hãng luôn. Đây ạ. Đây là cái mã sản phẩm của nó đấy. Anh em nên nhớ là với cái sản phẩm của cái dòng Ford này này thì chúng ta chịu chi phí mắc một chút. Nhưng mà khi mà được cái hàng xịn này thì độ chuẩn của nó cực kỳ cao, gần như là tuyệt đối luôn. Đấy ạ. Cái chở này thì nó có tác dụng là để bảo vệ quạt gió, làm tăng độ bền cho quạt gió và điều hòa hoạt động ổn định. Đây là cái phía rắc điện của nó và đây là cái phía điện trở, và trong phía quạt đây là hai chân bắt của nó ạ. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là chở quạt gió dàn lạnh phía trước của Transit V348. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu, tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333 hoặc hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.